Trong lúc này, nước Nga vẫn tiếp tục bắn vô trong Ukraine. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ bay đưa qua bên Ukraine 18 cái đại pháo những đại pháo này cho Ukraine. Ngày hôm nay, ông tổng thống Joe Biden ổng họp với những người đứng dưới tay của ổng. Đây là họ đang bàn thảo, bàn thảo về cái chuyện Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ cho Ukraine như thế nào kế tiếp nữa. Ông tổng thống Hoa Kỳ nói hiện tại mỗi ngày đều gửi vô ukraine những súng ống đạn dược ngay bây giờ lính của bên ukraine đang học cách làm sao biết cách xài đại pháo có lẽ là cần cả tầng mới học hỏi đâu ra đó và đây là có lẽ là sẽ không có thời gian tại vì nước nga sắp sửa tấn công hết tất cả những gì nước nga có vô trong chỗ này Hiện tại cái bây giờ thời gian đó là không có phải đứng chung với chúng tôi. Uh, hiện tại cái bây giờ thời gian cũng là một cái kẻ thù và nó chạy rất là nhanh. Time, 18... Cho dù hiện tại cái bây giờ súng ống đưa qua đúng giờ đúng giấc đâu là đó. <laughs> Cho dù gửi qua hết những cái đại pháo như vậy, đó là những gì bên Ukraine cần chỉ có một chút xíu thôi. Vào khoảng chừng cuối tuần này, ông Tổng thống Châu Bài còn cộng thêm những súng ống nữa gửi qua bên đó. Và hiện tại cái bây giờ, thế giới cũng nhìn thấy là họ phải cần làm nhiều thêm nữa. Thế giới phải cần làm nhiều thêm nữa để Ukraine có cơ hội chiến thắng lần này. Đây là ông Michael, một trong những người xếp báo cho chúng ta biết. Đây những cái súng ống đưa qua như vậy để bắn pháo chặn lại những cái xe cộ của bên nước Nga. Ổng rài đó toàn nước Nga bắn vô trong dư khoan những cái đại pháo liên tục như vậy. Bây giờ tới dư khoan kiếm cách để chặn lợi về lính tráng của bên nước Nga tấn tới. Trong lúc này, bên nước Nga đưa lính tới khoảng cái chừng 90.000 người bao dây lại. Đó là nằm về hướng đông của bên ukraine cũng được hoa kỳ báo cho biết từ chi tiết hết làm như vậy thì ukraine có một cơ hội để sống sót